Chào mừng các bạn đến với một cuộc cách mạng trong giáo dục. AI không chỉ là công cụ của tương lai mà đã trở thành một trợ thủ đắc lực cho các giáo viên. Trong thế giới ngày nay, AI đang mở ra những cơ hội mới để nâng cao chất lượng giảng dạy học tập. AI hay trí tuệ nhân tạo đã thay đổi cách chúng ta nhìn về giáo dục, từ việc chuẩn bị tài liệu giảng dạy cho tới tổ chức bài giảng cho đến việc đánh giá và hỗ trợ học sinh. AI đã giúp cho mọi thứ trở nên hiệu quả hơn. Công nghệ ngày nay không chỉ giúp giáo viên có thể tiết kiệm thời gian quý báu mà còn tạo ra một môi trường học tập cá nhân hóa và phù hợp với từng học sinh. Với AI thì mỗi bài giảng có thể tạo nên một cách sinh động và tương tác cao. Học sinh có thể được hưởng lợi từ việc tiếp cận kiến thức một cách thông minh và linh hoạt thông qua cách giảng dạy được thiết kế một cách sáng tạo. Hay tưởng tượng trong một lớp học, mỗi học sinh đều được hỗ trợ và thách thức một cách cá nhân nhờ vào công nghệ AI. Chúng tôi tin rằng với sự hỗ trợ của AI thì mỗi giáo viên có thể trở thành một người đổi mới, sáng tạo trong giáo dục. Đây là cơ hội để mở rộng ra để các bạn có thể làm cho lớp học của mình trở nên đặc biệt. Hãy tham gia vào lớp học của chúng tôi để khám phá sức mạnh của AI được đưa vào trong công cuộc cải cách giáo dục này. Xin chúc các bạn sẽ gặt hái được nhiều thành công. Hãy bấm vào đường link ở bên dưới để tham gia ngay khóa học AI với công việc giáo viên của chúng tôi nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.